Chào mọi người, mình là Xuân Thiệu TV. Hôm nay Xuân Thiệu có đi qua bản Phiên Bung này, có một tí việc tiện đường cũng ghé vào nhà cháu Lý xem các bác thợ hôm nay đã thi công nhà cháu Lý đến đâu rồi nhé mọi người. Cũng đã khá lâu rồi Xuân Thiệu không đi vào đây để thăm các bác thợ và cháu Lý. Hôm nay Xuân Thiệu có đi vào khâu vai này có một chút việc nên tiện đường ghé vào thăm cháu Lý và các bác thợ. Mời mọi người và quý anh chị cùng vào xem các bác thợ đã khởi công được nhà cháu Lý đến đâu rồi nhé mọi người. Và hiện tại là các bác thợ đang chát đến cái đầu hồi rồi mọi người. Đây là cháu Lý này. Đấy, đi đi rồi, chào anh nhé. Đi ra ngoài không rồi các bác lại quăng vào người. Con đi ra phía bên ngoài này. Được đứng lên trên này. Được đứng lên trên này không thì ở dưới này là các bác thợ ấy vào người nhá. Hôm nay là cũng đang trong nghỉ lễ nên cháu được ở nhà để xem các bác thợ đang làm nhá. Ôi đổ anh nhá. Đổ để em giữ nhá. Cái này xong hạ giáo xuống anh. À bây giờ không cần trên rồi nhỉ. Thế là sáng nay là mình chát ở bên trên này rồi. À, cũng gần xong rồi nhỉ. Mời quý anh chị và mọi người vào tham quan qua nhà cháu. Mấy hôm các bác thợ này đã làm gần xong rồi mọi người. Bên trong nhà đã chát hầu như là hoàn thiện rồi. Đấy, phần mái tôn rồi các thứ là các bác thợ cũng làm gần tương đối hoàn chỉnh rồi, giờ chỉ còn chát nữa thôi. Đấy, cơ bản là nhà cháu đã gần hoàn thiện. Đây, những cái máy mà bác thợ mang những cái đá vào để nghiền thành bột rồi làm vữa để chát mọi người. Hiện tại thì phía bên trên cao thì các bác thợ đã chát xong rồi, giờ đã bỏ những cái giáo xuống để chát ở những phía bên dưới này. Nhưng đây là những cái vữa mà các bác thợ đảo dùng để chát bằng cái bột đá, như nhiên là trông rất là nhuyễn nha mọi người. Cái này anh lấy cái gì về giải vào cái chân này xong rồi tí nữa là lấy cái lại được cái vữa. À? Cái vỏ bao ấy, vỏ bao mình giải ra. Nó không vỡ mà. Hả? Không vỡ. Không rơi á? Ừ, không rơi. À, cái này chắc là nó nhỏ này vạ vào là nó dính luôn à? Nó dính à. À, tưởng là nó rơi thì lấy cái vỏ bao về giải về vào cái chân này xong rồi tí nữa mình lại lấy lại về đảo lại là được. Ừ, cái này không rơi lại được. À. Đây là những cái góc nhà các bác thợ đang áp cái thước vào để lấy cái mặt phẳng xong rồi để chát vuông được lên trên cái góc này mọi người. Ở đây là phía đằng trước, còn đằng trước với lại đầu hồi này nữa là hầu như là cái nhà của cháu này là đã được hoàn thiện. Cái đấy là nó ở trên xuống nó bám hết rồi nhỉ. Lấy cái đục về, lấy cái búa về đục nó không nhanh hơn này. Cái này nó cứ tận nó cứ nó cấn. Lấy cái đấy xong rồi lấy cái búa về mày đập vào để nó sẽ ra nhanh hơn. Ừ. Cái này nghiền nhỏ ra này chát dễ hơn là cái cát đấy nhỉ. Đúng rồi. Cái này bôi một phát là nó dính luôn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khoan nhanh quá. Hả? Khô nhanh thì mình lại lúc mình xoa mình lại ấy nước vào. Mình lấy cái nước về lấy cái đây vẫn xoa bằng cái mút chứ phải không? Cái mút về xong rồi mình lại dấp nước xoa thì nó ấy hơn. Anh lấy cái tường này nó khô rồi lấy cái nước về dội qua cái tường cho nó ẩm đi xong rồi nó đỡ khô nhanh. Dội cái vào tường lên này. Nhưng mà tí không khô rồi thì khó. Hả? Khó đỡ. Khó vậy á. Nhưng mà nó khô thì nó đỡ hút nhanh, nó đỡ khô. Đấy, các bác thợ đang rất tích cực
để hoàn thiện nốt cái công trình để cho cháu có nhà mới để ở. Là đổ vào đấy xong mới lại lấy cái bột đá đổ vào đấy à? Vâng. Trộn ở trong thau trước à? Vâng. Đấy, không đổ đổ vào cái ấy kia trộn xong là mình xúc vào đây là đường, đổ nước vào là đường. Mí chia sẻ cho quý anh chị và tất cả mọi người biết qua về cái tình hình công việc của nhà cháu Lý nhé mọi người. Hiện tại các bác thợ vẫn đang hoàn thiện để chát. Tình hình công việc ở trên nhà cháu Lý này sắp được hoàn thiện. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người cùng quan tâm chia sẻ. Và Xuân Thiệu cũng xin chúc quý anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị và tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Xuân Thiệu.